Quý vị, Hôm nay tôi sẽ đi coi Rapid bằng cách sneak in trốn vô với lại Lã Nguyễn chụp này 3 2 đau ấy luôn. Bây giờ ê luôn chú. Đúng lộ. Mẹ. Có nên đi mua cái áo bảo vệ không? Áo phản quang á. À áo giống công trường á. Giống chắc không cần thiết đâu. Mình đột nhập vô luôn. Đeo cái đó nhiều khi giật phải có thẻ. Bây giờ lên hậu trường rất việc coi xem cái thẻ nó như thế nào. Chắc phải đi Photoshop cái thẻ. Đây nè. Đây dễ phải lộn. Crew. Đâu, cái chữ hả? Màu xanh crew. Ê, dễ phải lộn. Chụp mình thành mỹ. Để tôi đi Photoshop nhẹ. Hậu trường rất việc nhà mất nóc. Xong rồi chụp màn hình nó lại xong kiếm cái phone nữa. 1 phút 36 giây. Đuổi đi thôi. Đúng không? Đang động mà. Đây là crew. Mọc gì đây ta? À mọc sầm lồn thôi. Giờ vô đây. Mấy cái chữ này nhỏ quá, không biết nó có nhận diện được không. Cái này quá. Ừ, chắc cái này quá nhìn nó. Định với lồn. Chắc mốc chú làm cái khứa gì ta? Khứa gì? Khứa gì mà hồi xưa có cái phim về khứa luôn là khứa chuyên chuyên giả, giả chữ ký rồi mấy cái dấu mọc khứa giả hết. Thế là đéo phải rồi. Đúng không? Cho nó lên trên xíu. Chữ này tròn hơn. Tròn hơn hả? Thì có chữ tròn. Mấy cái cạnh của cái chữ nó được bo lại. Không bao vậy được. Ờ. Đúng không? Thấy hợp lý hơn hả? Sáng đúng không ta? Hơi sáng, hơi sáng. Ờ, chữ này nó hết nguyên cái phần ấy luôn. Đó, cân lại. Ok. Đẹp. Lên xíu nữa, lên xíu lên lên. À, dây đeo ở sinh viên. Phải xài màu gì? Màu xanh dương. Cái bằng sai không ta? Thấy nhỏ hơn á. Cái này là cái này 10 ngàn cả. Tính như 10 ngàn đi rồi 2 miếng 20 ngàn. Dạ. Rồi dây này nhiêu? Cái này dây này hả? Cái này là 50. Em đây. Nó tính chung luôn là cái này là 5 ngàn nè. 5 ngàn cái này là 30. 20 với 10 là 30 đó. 30. Trời tính bây giờ luôn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Để em nhắn tin họ. 16. Mình coi đã, mình đã hay không? Cảm ơn anh. Ê vô. Thường là xin pizza ở Phan Thiết nha, Gò Vấp nha. Đang ở đường Trần Quang Hoàn kìa. Phải lộ bây giờ, hiện giờ là 5:30. Phải 5:30, trời rất là đẹp. Quay ngay trời bây giờ. Ok, giờ thể rồi. Thì tôi với Lãm sẽ tới phim trường Thiết. Đi lùi lùi lẻo lắc ló vô trong đó. Ok, xin chào. Hello, còn 200m nữa đó phim trường rất đẹp rồi. Mẹ rung vãi. Cho coi Google Maps đi. Ồ, má rồi phải tới nè, bên ngã tư nè. Ngã tư này đúng bên không? Bên trái nè. Quay là quay đến chỗ luôn. Đúng rồi, quay ở đây á. À, Zoom Media. Kìa, Zoom Media nè. Ai kìa, chúng nó biết bôi kìa, quen không? Không, không quen, không biết bôi. Thank you.
đi. Tối lắm. Tối lắm rồi. Giờ toilet quay kìa. Bố ta đi à? Luôn lúc. Làm đẹp tay không được. Phê phải còn làm mãi cả lâu luôn. Có phòng cuối là mặt đường của đồ sáng sang chứ. Ở cái phòng kia mà không sang mà. Hai là bắt đầu sáng sang được xíu. Chơi là có tiền trả chứ. Có tiền trả chứ không là quịch luôn. Đặc biệt cho nên chúng tôi sẽ không thể thực hiện nó live trên sân khấu để chúng tôi đã tặng cầu trên các bạn xếp mạng nhạc số. Cùng với đó là hàng triệu lượt chia sẻ tương tác với các thức quảng bá. Con check hello, what the fuck. Vừa mới thấy check hello trên TV xong không biết có gì cái này không. Hello, beat này bạn tôi làm nha, beat này bạn tôi làm nha. Rap Việt chính thức trở thành chương trình YouTube phá kỷ lục thế giới có số lượng người coi trực tuyến cao nhất hiện nay thú vị 910.000 người coi của Trung Quốc. Đây là một kỷ lục thưa quý vị. Xin nhắc lại thông tin mới nhất được nhận là 1.121.000 người coi. Tôi không biết kỷ lục này cho đến bao giờ nó được phá được cái gì. Tuyệt vời. Dễ chắc, dễ chắc. Không phải cái này mà là cái này để trong tim, là kết quả mà chúng tôi đã tổng kết. Let's go, let's fucking go. Cái này chọn và mặc phép cho tôi được đọc cái điều này ra. Thank you. Như chúng tôi đã nói là quán quân sẽ được tính điểm với số phiếu quy đổi ra thành điểm từ 60% bình chọn của khán giả và 40% của quý vị và các vị giám khảo. Thưa quý vị, chúng ta đã bình chọn trong suốt một tuần vừa qua từ ngày 7 tháng 11 cho đến ngày 4 tháng 11 đêm nay và kết quả đang nằm trong tay của Trấn Thành. Xin được nhắc lại cơ cấu giải thưởng bao gồm một quán quân, một á quân và 6 giải đồng hạng, chúng tôi gọi là những giải ấn tượng chung kết Rap Việt. Và tôi xin phép được đứng lùi lại chút xíu. Mắt công ta thấy cái thằng Anh đó. Thằng Anh đó. Đúng không? Xin nhẹ nè. Tôi vừa nhận được tin báo từ NASA Mỹ. Rap Việt chính thức trở thành chương trình YouTube phá kỷ lục thế giới có số lượng người coi trực tuyến cao nhất hiện nay thú vị. 910.000 người coi của Trung Quốc. Đây là một kỷ lục thưa quý vị. Xin nhắc lại thông tin mới nhất được nhận là 1.121.000 người coi. Amazing record.
Tôi không biết kỷ lục này cho đến bao giờ mới được phá thưa quý vị. Tuyệt vời. Dễ chắc. Tôi sẽ đứng đầu cơ cấu giải thưởng dành cho Văn Quân và Á Quân để quý vị có một chút nghiên cứu. Thưa quý vị, Á Quân của chương trình sẽ nhận được một đĩa bài. Bên cạnh đó nhận được 100 triệu hiện kim đến từ đơn vị tổ chức là VinChannel. Và bên cạnh đó cũng sẽ nhận được một chiếc LG OLED TV CX 55 inch trị giá 49 triệu 900 ngàn đồng đến từ nhà tài trợ LG. Mọi người họp báo ngay lập tức, bây giờ chúng ta sẽ ham cho mọi người.